Nhà tôi ba đời nấu ăn ngon nhất nách, đến đời tôi chỉ biết dùng máy làm sữa hạt Magic. Ba nào hậu đậu, không biết nấu ăn thì bơi vào đây xem sản phẩm của nhà Magic nè. Em máy nấu sữa hạt đa năng chống tiếng ồn của nhà Magic. Bảng điều khiển cảm ứng bằng tiếng Việt, dễ dàng thao tác chỉ vài nút chạm. Tha hồ mix các loại sữa hạt yêu thích mà không cần tốn bao nhiêu chi phí cho việc mua sữa hạt gắn mát organic nữa. Thao tác đơn giản chỉ 3 bước như trên màn hình. Thành phẩm sữa hạt nóng hổi, sánh mịn, không lợn cợn. Nhờ khả năng xay nấu với công suất mạnh mẽ lên đến 500W, kết hợp motor xoay 3200 vòng trên 1 phút. Ngoài ra bạn có thể đa dạng bữa ăn với nhiều món ăn khác nhau chỉ với máy làm sữa hạt đa năng chống ồn Magic. Với chế độ nấu súp, bữa sáng của bạn trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn biết bao giờ hết. Với chế độ nấu súp hầm, giúp bạn nấu canh cho bữa trưa siêu nhanh gọn, cho tất cả vào cối, chọn chế độ súp hầm. Vậy là bữa trưa có món canh yêu thích nóng hổi có ngay trong tích tắc. Với các mẹ đang có em bé trong giai đoạn tập ăn dặm, chế độ nấu cháo mịn sẽ là trợ thủ tuyệt vời giúp mẹ tiết kiệm thời gian và công suất chuẩn bị các bữa ăn cho bé. Món cháo thịt bằm nhuyễn mịn, đầy dinh dưỡng, chất lượng ngay tại nhà cho bé yêu. Cháo mịn không lợn cợn, giúp bé yêu thưởng thức món ăn dặm tuyệt đỉnh. Lưỡi dao kép 4D sắc bén, thép không rỉ, chống bào mòn, đỉnh của đỉnh. Với các bé lớn hơn trong giai đoạn tập ăn thô, chế độ nấu cháo sẽ giúp bé tập nhai và cảm nhận được hương vị từng nguyên liệu trong món cháo đầy dinh dưỡng này. Các mẹ sắm ngay máy làm sữa hạt Magic này chính là chân ái luôn. Nhờ thiết kế hiện đại với lồng cách âm giảm tiếng ồn hiệu quả chỉ 53 dB, tương đương một cuộc thì thầm siêu nhỏ. Mà không chỉ làm sữa hạt, nấu cháo súp, máy làm sữa hạt Magic còn có cân luôn món smoothie mát lạnh cho cả nhà với chế độ xay hoa quả. Nhờ lưỡi dao kép 4D sắc bén giúp em xoay nhuyễn luôn cả đá viên. Đấy, thích món gì nấu món đó, lại còn tha hồ sáng tạo nhiều món hay ho nữa, mà không sợ bỏng tay hay công thức cầu kỳ phức tạp nữa rồi. Máy làm sữa hạt Magic còn có thể thay thế máy bà tự động vệ sinh nữa đó, giúp chị em giải phóng thời gian dọn rửa, giảm đến 90% sức lao động chỉ với một chạm duy nhất. Chế độ sấy nhiệt nóng giúp máy khử khuẩn ở nhiệt độ cao, tiệt trùng đến 99,9% vi khuẩn và vết bẩn. Một chiếc máy nấu sữa hạt làm quá trời món, có tính năng chống ồn, có tính năng tự động vệ sinh mà giá lại phải chăng nữa. Còn chờ